Xin chào tất cả mọi người. Như vậy là trận đấu lượt đi ở AFC Cup bán kết liên khu vực giữa câu lạc bộ Hà Nội và Antianxi đã kết thúc. Và đọc lại cho chúng ta bây giờ chắc chắn là hai siêu phẩm của Quang Hải. Và tôi tin rằng là bây giờ tất cả chúng ta đều cảm thấy bí từ khi miêu tả về vẻ đẹp của nó. Nó quá đẹp, quá đẳng cấp. Và rất là mong là với những ai chưa xem thì chúng ta có thể search ở trên YouTube là bàn thắng siêu phẩm của Quang Hải vào lưới của Antianxi. Thì mình nghĩ là các bạn sẽ xem lại. Và mình nghĩ là nếu những người đã yêu bóng đá hoặc thậm chí là không có đam mê lắm thì chúng ta cũng nên cập nhật, bởi vì là đây là một cái bàn thắng, những cái bàn thắng rất là đẹp, và nó cũng là một cái kiến thức nền, chúng ta tạm gọi là kiến thức xã hội nền. Nó là những cái điều rất là cơ bản mà mỗi một người của chúng ta nên nắm. Và ngoài những cái câu chuyện liên quan đến bàn thắng những siêu phẩm Quang Hải ra, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận dưới góc độ là ý nghĩa của cái bàn thắng này nó sẽ như thế nào, tác động đến sự nghiệp, đến tương lai của Quang Hải, rồi cái cơ hội đi xa hơn của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở AFC Cup, và điều đặc biệt quan trọng là chúng ta đang hướng đến những cái giải đấu cao hơn ở tầm đội tuyển, ví dụ như là Asian Cup hoặc là vòng chung kết U23 châu Á, và đặc biệt là trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022 trên đất Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của nó thực sự là lớn lao. Nó không chỉ là hai tuyệt phẩm, nó không chỉ là hai siêu phẩm ở trên sân cỏ, mà nó còn mang lại cho chúng ta cả một cái sự phát triển và đặc biệt là sự đánh giá cao của thế giới với bóng đá Việt Nam. Và trong đó Quang Hải là một trong những đại diện xuất chúng nhất. Đầu tiên thì tôi muốn tiếp cận dưới góc độ lời khen trên Fox Sports. Tờ Fox Sports thì có viết như này: thời tiết là khác nhau, giải đấu là khác nhau, nhưng kết quả thì hoàn toàn giống nhau. Họ đang muốn nói đến cái bàn thắng của Quang Hải vào lưới của đội Antianxi. Nó giống như cái bàn thắng mà chúng ta hay gọi là cầu vồng tuyết đã được diễn ra ở Thường Châu, và đấy là bàn thắng vào lưới của Uzbekistan. Và chúng ta nhìn thấy cái ảnh này thì chúng ta thấy là nó sẽ rất là giống nhau, nó giống nhau một cách kinh khủng, và đấy nó lại tạo ra một cái góc nhìn nữa cho chúng ta, tức là khả năng đá phạt của Quang Hải là rất ổn định. Trước một đội bóng rất mạnh đến từ Turkmenistan thì huấn luyện viên phó của đội Sài Gòn FC là Nguyễn Tuấn Phong đã có một cái comment rất là hài hước, chính xác là một cái status rất là hài hước ở trên Facebook, là giống như kiểu là xem Hà Nội đang đá bù V-League. Thực ra đây là một cái câu nói có vẻ như là hơi đùa, nhưng mà mình nghĩ là nó chứa đựng cái niềm tự hào rất là lớn ở đó. Tức là với một đội bóng đến từ Turkmenistan, một đội bóng đá chơi theo kiểu châu Âu, với những cầu thủ rất là cao lớn và đến từ một cái khu vực phát triển bóng đá và bậc nhất của châu Á chúng ta, thì Hà Nội đá như thể là một cái vòng đấu bù ở V-League. Mà chúng ta biết rồi, V-League thì Hà Nội đang là số 1, đang là đương kim vô địch và đứng số 1 ở trên bảng xếp hạng. Và đấy, nó thể hiện cái niềm tự hào, cái niềm kiêu hãnh của những người làm nghề, làm bóng đá và yêu bóng đá Việt Nam. Tức là đá với một đội bóng rất lớn, rất mạnh đấy, nhưng mà chúng ta vẫn có cảm giác là Hà Nội nhỉnh hơn, thậm chí là có một chút gì đấy tạo ra sự khác biệt. Rồi báo thể thao văn hóa còn giật ra bìa hình ảnh Quang Hải ghi bàn như chúng ta đang nhìn thấy, với một từ rất đơn giản: siêu đẳng Quang Hải. Nó cũng chứa đựng niềm tự hào rất lớn ở đó. Còn tôi tin một điều rằng là tất cả những người yêu bóng đá và kể cả những người dân Việt Nam đều cảm thấy rất tự hào với bàn thắng của Quang Hải. Một bàn thắng mà tôi tạm gọi là vang danh thiên hạ. Nó khiến cho rất nhiều người của chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Là người dân Việt Nam của chúng ta có thể nhỏ bé, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được những điều kỳ diệu trong công việc của mình. Mà Quang Hải chính là niềm cảm hứng, là niềm tin cho tất cả chúng ta. Khi nào mà chúng ta cảm thấy có một chút gì đấy khó khăn, có một cái gì đấy hơi nản, hãy nhớ đến những tình huống của Quang Hải. Một mình em nhảy múa trước vòng vây của 3-4 cầu thủ rất cao lớn, nhưng mà vẫn mọi thứ vẫn diễn ra một cách vô cùng mượt mà và hiệu quả. Và đứng trước những cái tình huống bóng chết thì Quang Hải luôn luôn tạo ra được sự khác biệt, cũng như là mang lại cho chúng ta những cái lợi thế nhất định. Chứng kiến màn trình diễn của Quang Hải, tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều vui mừng và hạnh phúc. Nhưng có một người tôi tin là sẽ cảm thấy rất là tin tưởng, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang bị tàn phá bởi những chấn thương, Đình Trọng rồi Phan Văn Đức, mới nhất là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng. Đấy, thì bây giờ cái màn trình diễn 5 sao của Nguyễn Quang Hải sẽ mang lại cho ông một điều gì đó cảm thấy yên tâm hơn. Chúng ta có thể lấy công để bù thủ. Bởi vì chúng ta biết là hiện nay thì đội tuyển của chúng ta cũng đang gặp khó khăn về mặt nhân sự. Mà trận đấu đầu tiên của chúng ta trên đất Thái thì lại vô cùng khó khăn, khi đội bạn cũng đã thay huấn luyện viên mới, huấn luyện viên rất đẳng cấp, đã từng dự World Cup, đã từng vô địch AFC Champions League. Rồi họ lại đang sở hữu một cầu thủ, đấy là Chanathip Songkrasin, cầu thủ đắt giá nhất của Đông Nam Á, với giá chuyển nhượng là 2,5 triệu đô la, và cũng đang thi đấu rất là tốt ở giải vô địch Nhật Bản.
Thì mình nghĩ là cái màn trình diễn của Quang Hải ấy, nó cũng sẽ là đối trọng của Chanathip. Và nó không chỉ mang lại niềm tin cho những cầu thủ Việt Nam của chúng ta, mà nó còn khiến cho người Thái phải có một chút gì đó e dè. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ là chứng kiến những cái bàn thắng rất là đẹp, cơ hội đi xa của Hà Nội nó lại mở rộng thêm một tí. Nhưng điều quan trọng không kém, đấy là ở cấp độ đội tuyển thì chúng ta vẫn có những cái lợi thế nhất định, ít nhất là khiến cho đối thủ phải cảm thấy lo lắng. Chúng ta cũng phải nhấn mạnh với nhau rằng Quang Hải ghi siêu phẩm thì đến bây giờ nó không phải là điều mới nữa rồi. Bởi vì là cứ mỗi một trận đấu, mỗi một bàn thắng Quang Hải ghi thì chúng ta đều cảm nhận cái vẻ đẹp nó khác nhau. Và những cái bàn thắng mà khiến cho cả châu Á phải lắc mắt nhìn thì chúng ta cũng đã trải qua rồi. Ghi thêm một vài bàn thắng đẹp nữa thì tôi nghĩ là nó cũng chỉ làm cho cảm xúc của chúng ta cao hơn một chút thôi. Chứ còn cái việc đấy mình nghĩ là không có gì to tát. Giống như kiểu là Quang Hải trả lời trong phòng họp báo là hai bàn thắng em ghi thì cũng bình thường thôi. Thì mình nghĩ là đấy là sự tự tin. Nhưng cái điều quan trọng ở đây ấy, là nó là một tín hiệu rất là mừng khi chúng ta đá với một đội bóng rất mạnh, đến từ một khu vực rất mạnh. Và đội bạn thì rất cao lớn, rất to cao. Và cái điều này ấy, thì thực sự là nó tác động rất là lớn đến cái tư duy của chúng ta. Chúng ta dám đặt mục tiêu bơi ra biển lớn. Sau khi chúng ta đã có được những thành công ở cấp độ đội tuyển khác nhau, ví dụ như là ở vòng chung kết U23 châu Á, ở ASEAN, ở Asian Cup và đến bây giờ là ở cấp câu lạc bộ. Tức là nếu mà chúng ta muốn đặt mục tiêu cao ở những cái giải đấu cao cấp độ đội tuyển thì chúng ta phải đi bằng hai chân. Một là các đội tuyển trẻ của chúng ta phải mạnh. Và thứ hai là cấp câu lạc bộ của chúng ta thi đấu phải tốt. Và thi đấu với càng những đội bóng mạnh mà thành tích của chúng ta càng cao thì cái cơ hội để chúng ta thực hiện được cái mục tiêu cao của mình thì lại càng lớn. Thì ở đây mình nói thêm một điều là được dự World Cup nó là giấc mơ ngàn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta rồi. Nhưng cái điều quan trọng ở đây ấy, là đến bây giờ chúng ta mới có thể đi được bằng hai chân, là cấp độ câu lạc bộ của chúng ta thi đấu cũng tốt, mà các đội tuyển của chúng ta thi đấu cũng đang hay. Và đấy chính là một cái cơ sở để chúng ta tin tưởng xây dựng mục tiêu cao hơn trong thời gian tới. Một điều tuyệt vời không kém đấy là trong cái trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Antianc thì chúng ta thấy là một loạt những cầu thủ nội của chúng ta đã thi đấu rất là tốt. Và đấy, chúng ta nhìn thấy Quang Hải thi đấu tốt rồi, Văn Quyết, Ngân Văn Đại, Hùng Dũng, Đức Huy, nói chung là tất cả mọi người thi đấu đều rất là hay. Thì tại sao mình lại nói cái chi tiết như này? Là bởi vì có rất nhiều những đội bóng hay nhưng mà họ dựa trên cái lực lượng chính là ngoại binh. Thành ra là câu lạc bộ của họ có thể mạnh, họ thi đấu có thể giành được giải rất là cao ở AFC Champions League hay là AFC Cup. Nhưng đội tuyển của họ thì rất là yếu. Là bởi vì sao ạ? Là bởi vì đấy toàn là những cầu thủ ngoại. Nhưng đây là cái trận đấu mà tất cả những cầu thủ nội của Việt Nam, những cầu thủ Việt Nam của chúng ta thi đấu đều rất tốt trong trận đấu này. Và đấy là điều cực kỳ tốt. Và đấy là một tín hiệu rất vui. Qua đó nó khẳng định một điều là chất lượng cầu thủ Việt Nam của chúng ta đang tăng cao. Và điều quan trọng hơn, đây là điều quan trọng, là khi những cái nhà tuyển trạch viên ở nước ngoài hoặc là bóng đá thế giới họ nhìn về bóng đá Việt Nam, họ thấy những cầu thủ Việt Nam của mình thi đấu tốt. Đấy, và có một điều rất ý nghĩa, không biết là các bạn có để ý hay không, nhưng mà sau khi mình xem lại thì mình thấy là đây là niềm tự hào. Khi mà các bình luận viên của Fox Sports nói chung là dành những cái lời khen cho các cầu thủ Việt Nam, cho câu lạc bộ Hà Nội và đặc biệt là cho Quang Hải, thì gần như là cả châu Á, cả thế giới đều nghe được những lời bình luận như vậy. Và các nhà tuyển trạch viên sẽ nghe, và cái hình ảnh của bóng đá Việt Nam, hình ảnh của cầu thủ Việt Nam sẽ tăng cao. Và như thế thì cái cơ hội ra nước ngoài thi đấu của chúng ta sẽ lớn hơn, giá trị chuyển nhượng cao hơn, tiền lương cao hơn. Nói chung là tất cả mọi thứ đều cao. Bởi vì đây là một cái chiến thắng, đây là những cái bàn thắng nó tạo ra thương hiệu mạnh hơn cho bóng đá Việt Nam, cho cầu thủ Việt Nam, mà Quang Hải chính là một đại diện. Đấy. Và mình tin rằng sau khi người ta nhìn thấy màn trình diễn của Quang Hải như thế, họ sẽ đánh giá được cái tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Và biết đâu đấy họ lại đi tìm những cái tên tuổi mới, họ lại đi tìm được những cái tài năng mới để qua đó đào tạo cho chúng ta. Chúng ta có nhân tố tốt rồi, mà nếu mà được đào tạo và được thi đấu và tập luyện ở môi trường đỉnh cao nữa, với sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, của thuốc men, của rất nhiều những cái phương pháp hiện đại, thì biết đâu đấy cái khả năng của người Việt Nam của chúng ta sẽ tăng cao hơn và chúng ta phá vỡ mọi giới hạn của bản thân. Đấy là điều rất tuyệt vời và mình tin là nó mang lại cái giá trị rất là lớn cho bóng đá Việt Nam của chúng ta. Và trong phòng họp báo thì có thêm một lời tái khẳng định nữa của huấn luyện viên của đội Antianc, đó là Quang Hải là một cầu thủ có đẳng cấp rất cao. Đấy, chúng ta thấy không? Tức là đến từ một cái nền bóng đá rất lớn, đang cầm một đội bóng rất mạnh, nhưng ông đã phải dành một cái lời khen, phải nói tôi nghĩ là đây là một lời khen thực sự là chân thành cho Quang Hải của chúng ta. Quang Hải
ở một cái đẳng cấp rất cao. Và đấy, mình nghĩ là quá tuyệt vời. Và rõ ràng là trên sân hàng đấy, ngày hôm qua chúng ta xem thì rõ ràng là ngôi sao chỉ có thể là Quang Hải. Và Quang Hải làm lu mờ tất cả những cầu thủ to cao của đội bạn. Thế là mình nghĩ là một lời khen nữa của chính đối thủ mà lại là bại tướng của mình thì nó tạo ra sự thuyết phục rất lớn. Người ta hay nói là Quang Hải là cầu thủ của trận đấu lớn, cái đấy là đương nhiên. Và Quang Hải thì nói rằng là trong tất cả những trận đấu em ra sân đều cố gắng hết sức, có thể trận đấu hay, có thể trận đấu dở, nhưng em luôn luôn ra sân bằng tất cả khả năng của mình. Và sau mỗi một trận đấu thì em thường rút ra cái kinh nghiệm của mình để làm sao có được cái sự chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tới. Mình nghĩ đây là một cái lời phát biểu tương đối là tròn trịa của Quang Hải. Nhưng đây là cái mà mình suy nghĩ. Quang Hải là một cầu thủ rất giỏi và bạn đấy biết cách chọn thời điểm để tỏa sáng. Các bạn đừng có phản đối vội. Bởi vì tại sao gọi là chọn thời điểm để tỏa sáng? Là bởi vì nếu như trong một cái thế trận mà nó không quá khó khăn thì Quang Hải tự điều chỉnh bản thân. Bởi vì chúng ta biết là đến bây giờ là Quang Hải chơi khoảng tầm 110 trận rồi. Trong vòng khoảng tầm 20 tháng vừa rồi thì bạn ấy chơi khoảng tầm 110 trận rồi. Và đây là con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thì làm thế nào để bạn ấy có thể có được thể lực trong khi rất nhiều những cầu thủ khỏe hơn như là Đoàn Văn Hậu, như là Trọng Hoàng, đến Trọng Hoàng gọi là Hoàng Bò mà còn chấn thương, thì tại sao Quang Hải vẫn giữ được một cái cơ thể khỏe mạnh? Thì ở đây là cái kỹ năng tự điều chỉnh. Tức là khi mà đội nhà đã chiến thắng hoặc là có khả năng chiến thắng cách không quá là chật vật thì Quang Hải sẽ tự điều chỉnh bản thân. Em thi đấu cố gắng ở cái mức độ tốt nhất có thể nhưng tự điều chỉnh cho cá nhân mình. Còn ở trong những cái thế trận mà cực kỳ khó khăn thì Quang Hải là người duy nhất có thể tạo ra được những cái điểm đột biến, thì Quang Hải sẽ cố gắng và sẽ tạo ra được điểm đột biến. Cái thứ hai là tính chất của trận đấu. Nếu đây là một cái trận đấu mà thắng hay thua nó cũng không gọi là quyết định quá nhiều thì Quang Hải sẽ có thể chơi bằng một cái sự quyết tâm khác. Nhưng nếu đây là trận đấu knockout, trận đấu chung kết, trận đấu bán kết hay là gì đó, những cái trận đấu nó cực kỳ quan trọng thì Quang Hải luôn luôn ra sân với cái khát khao cao nhất. Và chúng ta thấy trong tất cả những cái trận đấu quan trọng và mang tính quyết định, Quang Hải đều chơi rất là tốt. Bởi vì lúc đấy em dồn toàn bộ sức lực, em dồn tất cả những cái tinh hoa, tinh túy về chiến thuật, về kỹ thuật của mình. Bởi vì nói thật với các bạn là nếu mà độc chiêu chúng ta sử dụng nhiều quá rất dễ bị bắt bài. Và Quang Hải luôn luôn biết cách giữ miếng và giữ sức để bung ra đúng thời điểm, đúng trận đấu để mang lại kết quả tốt nhất cho đội nhà. Đấy là điều rất tuyệt vời và đấy là cái mà tạo ra một cái chất lượng, cái đẳng cấp nữa của Quang Hải. Sau khi ghi hai siêu phẩm vào lưới của Antiasi thì rất nhiều người bắt đầu mở ra một cái cuộc thảo luận xem Quang Hải có phải là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trong lịch sử hay không. Mình thì nói thật là mình chỉ dám nói một câu là Quang Hải bây giờ đang là cầu thủ Việt Nam đáng xem nhất trong số những người đang còn thi đấu. Còn lại thì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau là Quang Hải hay như này, dở ở chỗ kia, rồi có cầu thủ này hay ở chỗ này, dở ở chỗ kia, rồi bóng đá thì mỗi một thời, mỗi một khác, thời này nó dễ, thời kia nó khó. Nói chung là chúng ta rất khó để có thể so sánh được, mà chúng ta chỉ có thể trả lời bằng quan điểm của mình. Còn cá nhân mình thì cho rằng đến bây giờ không còn là quá sớm để khẳng định Quang Hải là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà chúng ta đã từng xem. Và đấy là quan điểm của mình, các bạn cũng có thể chia sẻ quan điểm của các bạn ở phần dưới. Và điều mà hiện nay mình lo lắng nhất, mình lo ngại nhất ấy, chính là cái thể lực. Sau một khoảng thời gian thi đấu quá là dài, mật độ quá là dày, và với một cái kỳ vọng của người hâm mộ quá lớn như thế, thì mình không biết là liệu Quang Hải có giữ được cái nền tảng thể lực của mình hay không, có giữ được sức khỏe của mình hay không. Như mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi về những cái liên quan đến tình trạng quá tải rồi chấn thương. Mình thì mình kêu gào rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì nói chung là cũng chưa có bất cứ một cái giải pháp nào thực sự hiệu quả. Đấy, sau khi mà Đình Trọng rồi Phan Văn Đức, trước đó là Văn Thanh, Tuấn Anh, rồi gần nhất đấy, sau khi mình làm cái vlog mình nói về cái chuyện là các cầu thủ quá tải và mình nói đích danh Đoàn Văn Hậu, thì về sau Đoàn Văn Hậu bị chấn thương, rồi đến Trọng Hoàng, thì mình rất là mong là Quang Hải của chúng ta sẽ được chăm sóc và được sử dụng một cách hiệu quả và an toàn. Và cũng rất là mong là Quang Hải sẽ có một cơ hội nào đó để ra nước ngoài thi đấu. Vì mình tin là nếu Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, những cái điều mà kinh nghiệm em học được sẽ rất là hữu ích cho Quang Hải, cũng như là giúp cho những cầu thủ Việt Nam của chúng ta thành công ở nước ngoài, tạo ra cái thương hiệu mạnh hơn cho cầu thủ Việt Nam ở trên trường quốc tế. Và một điều quan trọng không kém là bằng những cái khả năng của mình, sự tiến bộ của mình, kinh nghiệm của mình, rồi kiến thức của mình, thì Quang Hải có thể quay lại để đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia.
và đấy là điều mà chúng ta mong mỏi và giúp cho đội tuyển của chúng ta thành công hơn ở những cái giải đấu như là tầm châu Á cũng như là vòng loại World Cup. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải chọn được một cái môi trường phù hợp, một đội bóng với một cái đẳng cấp phù hợp, độ cạnh tranh phù hợp. Tức là nó đủ khó để Quang Hải phấn đấu, nhưng nó cũng đủ dễ để phấn đấu và đạt được mục tiêu. Đấy là điều mình rất là mong mỏi và mình tin là câu lạc bộ Hà Nội họ sẽ làm tốt cái việc đó. Và cũng chúc cho Quang Hải luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho bóng đá của chúng ta có một cái hình ảnh tốt hơn trên trường quốc tế và đội tuyển của chúng ta thi đấu thành công ở vòng loại World Cup 2022, bắt đầu bằng trận đấu rất khó khăn, trận đấu được coi là siêu kinh điển của Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vào ngày 5 tháng 9 trên đất Bangkok. Và xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho vlog hôm nay.